Hello, Đức Vlog xin chào tất cả mọi người nha. Nay em lên cho mọi người một con xe quốc dân. Quốc dân của anh em miền Nam ha. Con này anh em ở An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp này kia miền Tây Sài Gòn rồi rất là thích. Đây là con quay 125i, con này mẫu 2011 ha. Con này rất là xịn luôn nha. Máy cực kỳ xịn luôn. Người có thể nghe được cái tiếng ống ga nó rất là chất ha. Máy thì không nghe luôn, không nghe tiếng gì luôn. Turbo. Máy thì thầm mùa xuân luôn ha. Máy êm như cái tủ lạnh. Lực thì khỏi bàn. Mấy con xe này nó nhạy lắm. Rồi đi vô chi tiết nha. Con này kính bựng gỗ đầy đủ. Hai chìa khóa zin theo xe. Con này anh em mua con này được rất là lợi, tại vì con này á hôm em mua ở Thái về á là xin dùng dĩa zin. À, vỏ chứa sai theo xe nhưng mà về cái vỏ nó bị nứt rồi thì em bỏ, em gắn cặp vỏ mới cho anh em chơi, nhưng bán với cái giá là không có vỏ ha. Nhưng mà cái chất xe thì anh em hiểu rồi đó, rất là xịn. Rồi đi trước ra sao ha, trên xuống dưới. À, cái xe nhôm dĩa nó vẫn còn ha, xe nhôm dĩa nó để chạy được thì em để vậy, còn cặp vỏ nứt thì em bỏ. Nếu anh em nào quan tâm á thì có thể thấy là lúc em đăng Zalo với lại Facebook á thì sẽ biết được cái con này. Con này vỏ trước sau còn nhưng mà kiểu như là nứt mòn thì em bỏ luôn. Bán với cái giá cho anh em mình chơi có lợi luôn. Hai chìa nè, trùng mã nè. Chơi chìa zin theo xe luôn. Đó. Mặt đồng hồ khá là đẹp, kim chỉ đỏ đi 6.000 cây ha. Cùng chiếc chữ nghĩa là full luôn. Đó. Chó đèn full luôn. Cái tem FI màu đen này vẫn còn nè. Áo sóng thì bóng loáng luôn ha, nhìn thấy ông mặt trời luôn, nhìn thấy đám mây trên đó luôn, rất là đẹp ha, đó. Thấy mặt người trong đó luôn ha. Rồi vàng bạc thì khỏi cái bàn, không một vết chạy luôn. Cái này sơn xi zin có nổ dưới chân này chút xíu ha, đó. Có sao nói vậy luôn, đùm cũng khá là đẹp. Ở trong đó thì bụi đất gì đó, vệ sinh chưa kỹ nha mọi người, xem nè, em lau để nó hết. Rồi người nền trước sau trùng mã luôn nha, xe này là zin 100% luôn. EBW. Ôi sao cái này. EBW ha, xe này zin 100% không có gì để tả luôn. Áo sóng liền lạc, không có bể, không có chạy, không có bể môi cái móc nào hết ha. Đầu bò khá là đẹp ha. Này đầu bò chưa vệ sinh luôn nha mọi người, nó còn móc móc đen đen á, cái đó rửa ra hết ha. Ốc tán đẹp theo xe nha mọi người. Tới bên đây nè, heo dầu nè, không có màu vết trầy luôn à. Dơ dơ bẩn bẩn nè, còn dính đất này kia rồi. Đó, ốc tán zin nè, đĩa đẹp ha. Cặp đục niên đẹp. Rồi ốc, áo sống thì liền lạc luôn ha. Thích rịch luôn. Màu đen này nhìn nó bóng lắm nha mọi người. Đó, yếm bắt ổ khóa này kia rồi. Ổ khóa còn khá là đẹp luôn, không có chạy gì luôn nha. Ổ khóa này rất là đẹp. À, áo theo xe này liền lạc hết luôn ha. Xe này để mấy bữa rồi nó hơi bụi nè. Giờ có thời gian mới đi quay cho mọi người xem nè. Gai càng thắng nè. Cao ngôn ngút luôn. Lốc zin ha. Giờ đạp nè, cốt giờ đạp này kia nó bảy màu hết nè. Lò xo móng heo móng ngựa gì sáng sủa hết. Gấp chặt te zin theo xe ha, tem này kia cái kiểu đầy đủ hết ha, tem sườn này kia sườn đẹp luôn nha, gác chân được keo bóng hết ha, đừng trước sau ok, ốc tán sáng đẹp nha mọi người.
Rồi. Lắp răng 7 màu luôn ha. Tem 8191 này đầy đủ luôn nè. Đó, bình xăng nè, địa chỉ nè. Rồi nhiên hết ha. Áo sóng liền lạc, không gãy bát, không gì hết ha. Xe này chạy rất là phơi. Yên zin theo xe luôn nè. Đế bóng zin luôn nè. Đó. Cái yên mà zin còn cái form nó còn cao cơ vậy nè, không nhăn không gì luôn nha mọi người. Form zin ha. Có nhiều cái xe nó hơi ổn cái là vận chuyển về nó hay bị rách yên. Giá tí hơi nhỏ. FI thì nó lăn khỏi bàn luôn nha. À, mọi người có thể nghe tiếng máy nè. Không nghe tiếng máy luôn nha. Rất là xịn. Rồi nếu như cái chắc xe như vậy mà ở Việt Nam thì bán không có dưới 140 rồi nha mọi người. Cái này em bán phần nửa giá tiền thôi, chưa tới phần nửa giá tiền luôn. Mọi người về đập 4 món phu vô nữa là ok, ngon lành. Về đi sử dụng là bao bền luôn. Chứ bây giờ mọi người mà cầm khoảng 7-80, mua chắc cỡ được con neo khá nha. Chưa gọi là con neo cọp, neo cọp này cỡ hơn 100 rồi. Anh em mà dọn con xe á thì nó cũng tầm 30-40 rồi. Bây giờ hay là anh em dọn từ 4 món lên á. Em nói 4 món lên anh em cầm 60 là dọn không đủ ha. Rồi xe đã xăng nhớt đầy đủ ha. Kiểm tra hết rồi. Mọi người về chỉ cần đổ xăng vô là đi thôi. Đặc biệt cái dàn bạc của con này nó đẹp lắm luôn nha mọi người. Đó. Tem zin chỉ nè. Bọc sên nè. Đẹp lắm. Dàn bạc con này ok lắm ha. Cái này em châm nhớt bọc sên nó văng văng vô đây nha mọi người. Mọi người về rửa cái này ra hết rồi. Chứ nó không có bị gì đâu nha. Rồi áo sống liền lạc hết nguyên con xe luôn. Con màu đen này á, lớn tuổi nhỏ tuổi gì, trẻ gì, trung niên gì đi được hết. Này gam ti chưa có đèn đâu mọi người nè. Đó, lên ga lớn là nó sẽ có đèn. Nhanh nè. Full chức năng ha. Về là hưởng thôi. Không có tốn thêm chi phí sửa chữa gì hết. Anh em mua con này cực kỳ lợi luôn. Anh em gọi video xem xe ha. Tất cả anh em mình luôn. Mua xe nhớ gọi video xem xe, tránh trường hợp lừa đảo nha mọi người. Em là Chi Vi Đức, chuyên tất cả các dòng xe cam ha. Vô số thì ngọt ngào, xe thì chạy nhẹ nhàng như cái xe điện vậy. Có nhiều anh em gửi xe đi ship á, đi giao á, anh em nói sao chạy cái con xe này giống như chen cổ hay cái dàn chân người ta làm khác thì sao chạy nó rất là đầm. Mà thật sự là đầm thiệt. Có nhiều người nói là con phu với lại con quay cũng giống nhau, khác có cái ngoại hình thôi. Cái đó là anh em chưa có trải nghiệm. Chứ không ai mà đi bỏ ra số tiền gấp đôi để mua cái xe giống y vậy. Mà nó giống y vậy thì tội gì tao phải lên giá gấp đôi. Nhà sản xuất tao đâu có bị gì đâu. Đâu có ai thì so sánh con quay alpha với lại con quay 110. Rồi vậy nha mọi người ha. Mọi người quan tâm thì liên hệ em, số điện thoại em để trên màn hình ha. Cộng 855-978-685-678. Một số nữa là cộng 84-946-79-5678. Đây là cái face của em ha. Mọi người không vô được Zalo thì mọi người có thể liên hệ qua face GV Đức ha. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chiều nay em sẽ lên con 208 xanh lá, quay 125i luôn nha. Em đậu vậy chắc là sẽ không nghe được cái tiếng máy. Cực kỳ phê luôn nha. Con này thì em bao xài ha. Tự tin bán cho anh em luôn. Giá thì rất là ngợi. Nếu như so với cái xe mà sơn nhông dĩa còn vỏ trước sau còn á, nếu như em để lại cái mấy cái đó thì em bán giá nó phải chênh lệch khoảng mười mấy 20 triệu. Anh em mua con này quá là ngợi luôn ha.
bán với cái giá mà anh em không thể từ chối luôn á. Rồi mọi người quan tâm đến dòng này cứ ới em cái là em có giá cụ thể cho từng khu, tùy theo khu vực ship nha mọi người. Chào mọi người.